Mặc dù khi đi vào địa bàn tỉnh Phú Thọ, bão số 3 đã suy yếu, giảm cấp độ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão nên tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa lớn, gió giật mạnh, gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu của người dân. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 nên bắt đầu từ sáng nay, mực nước sông Bứa đã lên cao, lên mức báo động 3. Nước lũ trên sông dâng cao đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của các hộ dân ở xã Thục Luyện, Sơn Hùng và thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn. Trong đó có nhiều nhà dân bị ngập sâu, buộc phải di rời. Hiện tại thì chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang có mặt để hỗ trợ người dân di rời tài sản, đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng cho người dân. Nước sông Bứa dâng cao lên mức báo động 3 đã khiến hơn 80 hộ dân ở các xã Thục Luyện, Sơn Hùng và thị trấn Thanh Sơn phải di rời để đảm bảo an toàn. Nước lũ cũng khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện bị ngập sâu trong nước, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Ngay trong sáng nay, huyện Thanh Sơn đã huy động các lực lượng hỗ trợ người dân di rời và khắc phục hậu quả của mưa bão. Thời điểm mà nó nước lên ấy, nó tầm cỡ khoảng 2 giờ, bởi vì là thực sự gia đình cũng không dám mở cửa vì nó bão ghê quá. Nó lên đến mức độ sáng mà nhanh nhất nó tầm cỡ khoảng 4 đến 5 giờ sáng, đấy là lên mạnh nhất. Còn đến tốc độ như này là cũng quá mạnh rồi, di rời rồi, bởi vì là những tài sản thì tất nhiên là cái phần quan trọng nhất thì cũng là nó cái phần lương thực các thứ thôi, đấy, hoặc con người nữa. Căn cứ vào cái tình lũ trên địa bàn thì ở thị trấn Thanh Sơn là tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vào nhân dân và những chỗ vùng trũng thấp mà có nguy cơ ngập úng cao lũ thì sẽ công tác tuyên truyền, nếu hộ nào mà không thực hiện thì sẽ cưỡng chế di rời để đảm bảo tính mạng và tài sản của bà con nhân dân. Cùng với mực nước sông Bứa lên cao, 17 điểm ngầm tràn đi qua các sông suối trên địa bàn huyện Thanh Sơn cũng đang chìm sâu trong nước. Các địa phương đã bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại các điểm ngầm tràn, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh thiệt hại. Trên địa bàn xã Bô Miếu thì có 2 tràn thực hiện cái ý kiến chỉ đạo của Ủy ban huyện Thanh Sơn về phòng chống bão cơn bão số 3. Thì đối với xã Bô Miếu cũng đã chỉ đạo lực lượng dân quân cùng với công an xã đã trực 24/24 không cho người dân qua lại để đảm bảo tính mạng và của người dân. Bão số 3 đã làm tổng số 154 hộ dân trên địa bàn huyện Thanh Sơn bị ảnh hưởng, thiệt hại, phải thực hiện di rời để đảm bảo an toàn. Cùng với đó, ảnh hưởng của bão đã làm tốc mái 5 nhà văn hóa, điểm trường, điểm y tế, gây sạt lở một số điểm giao thông, gãy đổ một số cột điện hạ thế, trên 200 hectare lúa, ngô, hoa màu bị ảnh hưởng, ước giá trị thiệt hại khoảng trên 1,5 tỷ đồng. Thực hiện công điện của Chủ tịch Ban dân tỉnh, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai của huyện đã chỉ đạo Ban chỉ huy các xã thị trấn tập trung lực lượng theo kế hoạch để hỗ trợ người dân, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân. Dự báo trong thời gian tới nếu như mà có mực nước tiếp tục dâng cao thì các lực lượng sẽ hỗ trợ cho người dân di rời tài sản đến vùng cao an toàn cũng như là đảm bảo tính mạng của người dân, không để xảy ra thiệt hại trên địa bàn. Tại xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, sáng hôm nay nước sông Bứa dâng cao rất là nhanh. Từ 7 giờ đến 10 giờ 30 mực nước là tăng hơn 2 mét, gây ngập úng cho hơn 20 hộ dân sống ven sông. Huyện Tam Nông đã huy động lực lượng để di chuyển tài sản cũng như con người đến nơi an toàn. Đây, trên địa bàn xã Tề Lễ, mức nước sông lên rất to. Chúng tôi đề nghị toàn thể nhân dân sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Theo yêu cầu của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Tề Lễ, 28 hộ dân sinh sống tại các vị trí xung yếu có nguy cơ ngập lụt đã được lực lượng quân đội, công an, đoàn viên thanh niên và bà con hàng xóm hỗ trợ di chuyển tài sản. Ngay trong sáng nay, với sự hỗ trợ của các lực lượng, gia đình anh Trung và các hộ bị ngập lụt đã di chuyển đến nơi an toàn. Nước nó lên rất là nhanh, tầm 2-3 phút là nó phải lên được 5 phân. Nên là may quá thì thấy được hỗ trợ của sự hỗ trợ của bên phòng chống lụt bão của xã cũng như là anh em thanh niên hỗ trợ để chạy ngập giúp gia đình. Sáng nay nhà tôi cũng mới bắt đầu chuyển thì cơ bản là cũng vận chuyển được hết đồ, mọi đồ trong nhà đi gửi rồi. Căn cứ vào cái mức nước sông Bứa xã Tiền Lễ lên rất là nhanh, cho nên chúng tôi đã chỉ đạo toàn bộ các lực lượng công an, quân sự, rồi cán bộ xã, rồi nhân dân
khẩn trương di dời những cái tài sản của nhân dân, rồi tính mạng con người của nhân dân như người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Đến 12 giờ chiều nay, mực nước sông Bứa tiếp tục dâng nhanh, vượt mức báo động 3. Tại khu vực cầu Tề Lễ, mực nước trên 28 mét. Do đó, 3 xã ven sông Bứa là Tề Lễ, Quang Húc và xã Lam Sơn bị ngập úng nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, huyện Tam Nông đã tập trung nhân lực và phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Hiện nay mực nước sông Bứa thì cũng đã vượt mức báo động 3 và cũng tiếp tục có khả năng lên rất nhanh. Thì trước tình hình trên thì Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện cũng đã chỉ đạo tăng cường cái lực lượng, phương tiện, vật tư. Huyện cũng đã chỉ đạo các xã liên quan như xã Tề Lễ, xã Quang Húc và xã Lam Sơn rà soát tất cả những cái hộ dân mà khu vực trũng thấp để di chuyển tài sản và người khi có sự cố xảy ra. Theo báo cáo nhanh, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, toàn huyện Tam Nông có 1 nhà sập, 7 nhà dân bị tốc mái, đổ gãy, ngập úng gần 200 hectare lúa, hoa màu và cây ăn quả. Trên địa bàn huyện Yên Lập, mưa lớn đã gây thiệt hại hơn 1.800 hectare lúa, gần 190 hectare cây ngô và 21 hectare cây lâm nghiệp, ước tính khoảng hơn 1,1 tỷ đồng. Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh cũng làm nhiều khu dân cư bị chia cắt, làm tốc mái 122 nhà ở, sạt lở hàng chục nghìn mét khối đất đá. Công tác khắc phục hậu quả mưa bão đang được huyện tập trung chỉ đạo. Đi từ sáng đến giờ là ngập, con lúa đạp đẻ bẹp từ đêm hôm qua đến giờ rồi. Ao cá của người ta này đi hết rồi, không còn cái gì nữa đâu. Diện tích ngô của người ta thì nói chung là có cái thu được, có cái thì họ mới rồng. Ngô là như thế, còn lúa thì nằm bẹp hết rồi, trắng xóa. Và trong thời gian này thì chúng tôi đã kiểm tra cho yêu cầu chỉ đạo các lực lượng chức năng cùng người dân tham gia tích cực vào việc ứng trực phòng chống lụt bão. Đồng thời đó là san gạt những khu vực mà sạt lở để thuận tiện cho bà con nhân dân đi lại để giao thương ngay sau cái cơn bão xảy ra. Đồng thời phối hợp chỉ đạo các cái cơ quan chức năng hỗ trợ cho các cái gia đình mà bị thiệt hại vì thiên tai. Do làm tốt công tác phòng chống thiên tai đến nay huyện Yên Lập vẫn chưa có thiệt hại về người. Và đến nay thì Ủy ban nhân dân huyện cũng đang tích cực chỉ đạo các địa phương nhanh chóng làm sao đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân. Tại huyện Thanh Ba, mưa lớn đã khiến nhiều trường học bị thiệt hại. Ngay trong sáng nay mùng 8 tháng 9, các lực lượng đã khẩn trương hỗ trợ các nhà trường khắc phục hậu quả, dọn dẹp trường lớp để đón học sinh đi học trở lại. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão của huyện cũng ra để kịp thời khắc phục. Thứ nhất là cắt cái mái tôn nó bị bay xuống để đảm bảo an toàn cho ngày mai học sinh đến trường. Về phía nhà trường thì chúng tôi cũng đã huy động các thầy cô giáo kê toàn bộ bàn ghế sơ tán của 3 dãy phòng học đấy sang một chỗ khác để đảm bảo an toàn, không thiệt hại thêm. Những cái phòng mà chúng tôi không tổ chức được dạy học thì chúng tôi sẽ cho các em học tạm vào các phòng chức năng và các phòng học bộ môn. Chúng tôi cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo một cách kịp thời đến Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, các phòng ban ngành tăng cường công tác kiểm tra và có những cái biện pháp với phương châm 4 tại chỗ để khi tình huống xảy ra thì tiếp tục chỉ đạo và khắc phục kịp thời. Các địa phương cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân các biện pháp đảm bảo an toàn, khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, nhân lực, vật lực sẵn sàng ứng phó các tình huống có thể xảy ra. Khoảng 19 giờ 30 phút tối qua, tại đường Hoàng Hoa Thám, phường Nông Trang, mưa to kèm theo gió giật mạnh làm đổ cây xanh và gãy cột điện. Người dân cho biết đã nhiều năm qua mới lại có trận cuồng phong như vậy. May mắn lúc cây đổ không có người qua lại nên không gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, giao thông qua đây đã bị gián đoạn. Ở Việt Trì đây thì đến hàng chục năm nay rồi thì bây giờ cũng là lần đầu tiên mà em nhìn thấy cái hiện tượng mà nó gió mạnh như thế này và cây nó đổ. Chứ còn từ trước đến giờ thì hầu như là không bao giờ xảy ra cái hiện tượng này bao giờ cả. Ngay trong đêm, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Điện lực Phú Thọ khẩn trương triển khai các phương án khắc phục thiệt hại. Các cán bộ, chiến sĩ, công nhân điện lực, môi trường đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, không quản ngại khó khăn giữa lúc mưa to, gió lớn để di chuyển cây đổ, dọn dẹp hành lang, đảm bảo giao thông thông suốt và cấp điện trở lại, phục vụ sinh hoạt của người dân và sản xuất kinh doanh. Chúng tôi đã có những cái đường dây nóng, ví dụ như gọi điện cho số máy 114. Chúng tôi có lực lượng thường trực 24/24 giờ và tất cả các cái sự cố tai nạn
cây đổ gãy và đe dọa tính mạng của bà con nhân dân của trong địa bàn thì chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng ứng cứu kịp thời. Không chỉ tại thành phố Việt Trì, đêm qua tại các huyện thành thị, lực lượng chức năng cũng đã dầm mình trong mưa để phòng chống và khắc phục hậu quả của bão số 3. Dự báo trong ngày hôm nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn tỉnh tiếp tục gió giật mạnh và mưa to. Do đó, các địa phương tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp ứng phó với dông lốc và mưa lũ sau bão.